Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Xung đột Nga-Ukraine bước sang tháng thứ 21, tiếp tục leo thang căng thẳng mà không có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Trong diễn biến mới đây nhất của cuộc xung đột, hai bên tuyên bố đã phá hủy các kho vũ khí của đối phương tại các điểm nóng trong các cuộc giao tranh ác liệt. Cụ thể, trong khi cơ quan an ninh Ukraine SBU nói rằng các đặc vụ của họ đã phá hủy kho đạn và thiết bị của Nga ở Luhansk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã quét sạch kho vũ khí Ukraine gần Kherson. Tờ The Kyiv Independent ngày hôm qua dẫn báo cáo của cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết các đặc vụ SBU đã phá hủy một kho đạn dược và nhiều xe bọc thép của Nga gần thành phố Svatov bị chiếm đóng thuộc tỉnh Luhansk. SBU đã chia sẻ một đoạn video về hoạt động này, nói rằng các đặc vụ của họ thu thập thông tin tình báo về vị trí kho đạn và thiết bị của Nga để tiến hành các cuộc tấn công trong đêm bằng máy bay không người lái. SBU không tiết lộ về số lượng các thiết bị cùng đạn dược bị phá hủy và phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận về sự kiện này. Kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, máy bay không người lái của Ukraine được báo cáo đã vươn tầm tấn công tới nhiều địa điểm cách xa biên giới hai nước, bao gồm thủ đô Moscow của Nga và sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga hàng trăm km. Hãng thông tấn TASS của Nga trong bản tin phát đi vừa qua cho biết, quân đội Nga đã quét sạch kho vũ khí của Ukraine gần Kherson trong ngày qua. Đồng thời, TASS cũng trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, kho vũ khí này thuộc Lữ đoàn Bảo vệ lãnh thổ số 124 của Ukraine gần thành phố Kherson. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày qua, các đơn vị bộ binh, pháo binh và không quân Nga đã tiêu diệt 40 binh sĩ, phá hủy 5 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành M109 Paladin và một khẩu pháo M777 đều do Mỹ sản xuất và một hệ thống pháo cơ động Gvozdika. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận về sự kiện này. Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ukraine NBU Andriy Pyshny cho biết, Kiev sẽ đề nghị ít nhất 37 tỷ USD tài trợ quốc tế năm 2024 do chi tiêu quốc phòng tăng cao. Ông Pyshny khẳng định, các khoản hỗ trợ quốc tế rất quan trọng để duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô của Ukraine trong những năm tới. Do đó, Ukraine cần tiếp tục hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và các đối tác nước ngoài để được viện trợ. Theo Chủ tịch NBU, kể từ đầu năm đến nay, Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ 27 tỷ USD. Theo đó, cho phép nước này tăng dự trữ ngoại hối lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 39 tỷ USD vào cuối tháng 6. Ông Pyshny ước tính, viện trợ quốc tế dành cho Ukraine dự kiến sẽ đạt 42 tỷ USD vào cuối năm nay. Liên quan tình hình Ukraine, theo hãng thông tấn Saudi Arabia, SPA, trong cuộc gặp đại sứ Ukraine, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, Jassem Mohammed Abu Dawi cho biết, các quốc gia thành viên GCC ủng hộ các nỗ lực hòa bình để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Ngày 23 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với 147 cá nhân và 303 pháp nhân, chủ yếu của Nga. Các sắc lệnh đã được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine. Trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt có Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến Trung ương của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Sergei Ruskoy, trưởng ban tổ chức và huy động trung ương, Tổng cục huy động của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Yevgeny Berinsky, Tổng giám đốc hãng thông tấn TASS Andrei Kondrasov, cùng một số quan chức của vùng Donetsk và Lugansk. Trong số các pháp nhân thuộc danh sách trừng phạt có các công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không, xây dựng, công nghệ, đăng ký tại Nga, Cyprus, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và các quốc gia khác. Các lệnh trừng phạt được áp dụng trong thời gian 5 hoặc 10 năm. Ngày 29 tháng 10, các quan chức, cố vấn an ninh quốc gia của khoảng 65 nước bước sang ngày thứ hai cuộc họp thảo luận công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga. Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 10, tại khán phòng một khách sạn ở Manta do Ukraine tổ chức dưới hình thức họp kín. Đây là cuộc họp thứ 3 như vậy trong năm nay, sau những cuộc họp nhỏ hơn ở Jeddah, Saudi Arabia và Copenhagen, Đan Mạch. Vòng đàm phán đầu tiên tại Copenhagen vào tháng 6 chỉ 15 người tham gia, vòng đàm phán thứ 2 tại Jeddah vào tháng 8 tăng lên 43 người. Theo hãng tin AP, nội dung thảo luận cũng bao gồm vấn đề an ninh hạt nhân, đặc biệt đảm bảo an toàn cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trong bối cảnh mùa đông sắp đến.
an ninh lương thực và vấn đề nhân đạo, trong đó có việc trao đổi tù nhân cũng nằm trong chương trình nghị sự. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại nước này, bao gồm kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân Nga, bảo vệ nguồn cung cấp lương thực và năng lượng, an toàn hạt nhân và thả tất cả tù nhân. Theo ABC, phía Nga, quốc gia không được mời tham dự bất kỳ một cuộc họp nào, đã bác bỏ sáng kiến này vì cho rằng sáng kiến mang tính thiên vị. Không có danh sách cụ thể các phái đoàn tham dự cuộc họp, nhưng các quan chức cho biết sự kiện này quy tụ đại diện các nước châu Âu, Nam Mỹ, Ả Rập, châu Phi và châu Á. Đại biểu phía Liên minh châu Âu EU có cố vấn ngoại giao hàng đầu của Hội đồng châu Âu Simon Modu và chánh văn phòng chủ tịch Ủy ban châu Âu Bjorn Seibert. Phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 11 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các nước phương Tây tiếp tục phớt lờ tất cả các tín hiệu của Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ các vũ khí cung cấp cho Ukraine có thể lan rộng trên khắp thế giới. Theo TASS, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ hiện nay Mỹ, Liên minh châu Âu EU và Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang bơm ngày càng nhiều vũ khí hiện đại cho Kiev. Những hành động như vậy chỉ dẫn đến gia tăng leo thang xung đột, đồng thời kích động sự phổ biến vũ khí không kiểm soát trên khắp thế giới. Ông Lavrov cảnh báo việc phương Tây đang làm gia tăng nguy cơ về một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân một cách đáng kể và vô trách nhiệm. Theo Ngoại trưởng Lavrov, mọi nỗ lực của các quốc gia phương Tây nhằm làm suy yếu Nga chủ yếu nhằm mục đích khôi phục trật tự thế giới đơn cực. Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang chuẩn bị làm chật bánh hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, theo ông Lavrov, Nga thấy rằng những rủi ro như vậy xuất hiện sau khi khối quân sự mới gồm Mỹ, Anh và Australia, AUKUS, hình thành vào tháng 9 năm 2021. Phản ứng về gói viện trợ quân sự tiếp theo của Mỹ dành cho Ukraine, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 14 tháng 8 cho rằng Washington đang lún sâu vào cuộc đối đầu với Moscow và mong xung đột Ukraine kéo dài. Kênh Telegram của Đại sứ quán Nga trích dẫn phát biểu của Đại sứ Antonov nhấn mạnh Washington đang ngày càng lún sâu vào cuộc đối đầu với Nga, trong khi sử dụng người Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm. Nhà Trắng rõ ràng không quan tâm đến việc ngày càng mất dần đi sự ủng hộ đối với một chiến lược như vậy trong xã hội Mỹ. Thay vào đó, họ hy vọng cuộc xung đột sẽ kéo dài. Trước đó, Mỹ đã công bố gói vũ khí và thiết bị quân sự mới trị giá 200 triệu USD dành cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến ngày 25 tháng 7 vừa qua, Mỹ đã cam kết hơn 43,7 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự GRU của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, ông Igor Kostukov, trong 7 năm qua, khối lượng vũ khí Mỹ cung cấp cho các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt 86 tỷ USD, con số này chiếm 36% tổng khối lượng xuất khẩu quân sự của người Mỹ. Theo Đô đốc Kostukov, số các hoạt động huấn luyện tác chiến của các lực lượng vũ trang Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang gia tăng. Washington đã tổ chức 70 cuộc tập trận và diễn tập quân sự vào năm 2019 và 85 cuộc vào năm 2022. Con số này chiếm 32% tổng số sự kiện huấn luyện chiến đấu được tiến hành bên ngoài nước Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!